Hoy tenemos la bendición Hôm de nay chúng tôi presentar hân hạnh được trình una de chiếu estas một trong những bài thuyết inspiradoras giảng sâu conferencias sắc với tựa titulada đề Entrando a la Tiến nueva vào tầng thức plataforma mới universal trong vũ trụ, de phần Hugo 1 de trên 4. Cuatro en Entre Maestra y Trong tiết Discípulos, mục giữa thầy và trò được impartida giảng en bằng tiếng Anh inglés del 23 vào al ngày 24 de 23-24 febrero tháng de 2 năm 2005. 2005. Quý vị là những người tốt nhất rồi. Tôi nghĩ quý vị tốt nhất. Nếu không phải là những người tốt nhất, quý vị sẽ không thể đến đây. Lần này không thể đến được. Mọi việc đều thay đổi, thế giới thay đổi, tôi thay đổi, quý vị thay đổi, tất cả mọi người phải thay đổi. Quý vị theo cho kịp, hiểu không? Ráng theo cho kịp. Tôi trông vẫn vậy, nhưng tôi không còn như xưa nữa. Tất cả đều thay đổi, khái niệm bên trong thay đổi. Cách của tôi thay đổi. Cách của tôi thay đổi, nên quý vị cũng phải thay đổi. Đổi cách suy nghĩ, đổi cách đối xử với cuộc sống. Đổi cách đối đãi với chính mình. Đổi cách đối với thiền định. Quý vị phải biến sự thiền định thành điều quan trọng nhất trong đời mình. Mặc dù tôi đã nói với quý vị trước đây, nhưng lần này không còn giống vậy nữa. Tôi thật sự nghiêm túc. Cho nên người nào cần phải làm gì đó thì hãy làm, còn không thì đi tìm một nơi để thiền. Chỗ nào cũng được. Dù quý vị có phải mặc áo ấm ngồi trên tuyết thì vẫn cứ làm. Cứ ngồi đó và thiền. Thật ra quý vị không phải là người đầu tiên, chỉ là quý vị may mắn hơn. Có một vị minh sư ở Trung Hoa, trước khi trở thành minh sư, Ngài đã quỳ bên ngoài trên tuyết 3 ngày để xin thọ tam ấn. Sau 3 ngày quỳ trên tuyết dày hơn như vậy, vị sư phụ vẫn không nhận. Và rồi ông chặt cánh tay để tỏ lòng thành tâm, mang cánh tay dâng lên cho vị sư phụ. Lúc đó vị sư phụ cảm động và truyền tâm ấn cho ông. Về sau, Ngài trở thành một trong 6 vị tổ thiền tông của Trung Hoa. Cho nên quý vị rất may mắn. Ý ta nói là như thế. Ngay cả nếu quý vị phải ngồi thiền trên tuyết thì cũng không sao, cứ làm. Ngay cả nếu quý vị ngồi đó và đầu óc phân tán khắp nơi, Thượng Đế vẫn biết rằng quý vị thành tâm và quý vị sẽ được điểm. Bởi vì chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà thôi, không phải là lỗi của chúng ta khi đầu óc bận rộn với quá nhiều chuyện khờ dại, tầm thường và không quan trọng trong đời sống. Cuộc sống này áp đảo chúng ta từ khắp mọi hướng, trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Vì vậy, khi nào quý vị có cơ hội thiền, dù ở thiền đường, trên xe buýt, trong công viên, nhà giữ trẻ thì cứ thiền bất cứ nơi nào, hiểu không? Nhất là trong lúc này, trong giai đoạn chuyển tiếp, khi địa cầu gia nhập với những thiên hà văn minh hơn. Cho nên tất cả đều được ban phúc và rộng mở cho những người có đức tin. Có ai dịch cho quý vị không? Không à? Đợi vậy, lát nữa nói nhé. Được chứ? Cho nên nếu quý vị không hiểu gì cả về những điều ta nói, thì cứ thiền, thế thôi. Hiểu không? Dù quý vị có đói, có khát, thì cũng thiền. Đương nhiên, nếu quý vị có thức ăn, thức uống, thì tự lo cho mình. Nhưng nếu bắt buộc, nếu phải chết trong khi thiền, thì cũng cứ làm vậy. Đó là thứ duy nhất lưu lại bên quý vị. Chúng ta cũng giúp thế giới chuyển tiếp tốt đẹp sang thiên niên kỷ mới. Quý vị từng nghe năm 2000, lẽ ra là năm tận thế, điều đó đúng, nhưng tôi đã không muốn nói với quý vị. Tất nhiên, cũng vì tôi có mặt tại đây, chuyện đó sẽ không xảy ra. Cho nên lúc ở London tôi bảo với quý vị chuyện đó sẽ không xảy ra, và nó đã không xảy ra, nhưng suýt nữa thì xảy ra. Vì vậy, thiên tai khủng khiếp như trong Thánh Kinh nói sẽ ra khắp mọi nơi. Chính quý vị cũng biết điều đó. Thậm chí tôi đã nói trước với quý vị là quý vị phải thực hành, phải thiền định tinh tấn hơn, bởi vì giai đoạn thanh lọc đang xảy ra. Đúng vậy. Bây giờ quý vị biết rồi, phải không? Thế mà vẫn có những người chẳng quan tâm, thậm chí còn than phiền. Một nhóm thiểu số đồng tu chúng ta.
xem nhẹ lời khuyên của tôi. Bởi vì có những người ở đẳng cấp rất thấp nên họ không thể hiểu được. Quý vị có thể thấy là một khi quý vị thay đổi trong thiền định, đẳng cấp quý vị sẽ lên cao. Quý vị có thể tự mình cảm thấy điều này và tất cả mọi người xung quanh cũng có thể thấy vậy. Quý vị nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, dễ chịu hơn, giản dị hơn, dễ dàng hơn và hiểu nhanh hơn. Còn những người ở đẳng cấp thấp, lúc nào họ cũng phức tạp hơn. Hoặc là trước kia họ đã phức tạp và bây giờ vẫn còn phức tạp. Nhưng một khi đã chuyển tiếp vào, ví dụ như từ đẳng cấp thứ 2 lên tới đẳng cấp thứ 3 thì quý vị hoàn toàn khác hẳn, rất nhanh, rất khác biệt. Dù sao đi nữa, đẳng cấp càng cao, càng khác biệt, càng đặc biệt. Không biết tôi có cần nói với quý vị gì nữa không? Thôi, không sao. Tôi chỉ nói với quý vị thí dụ như vậy. Tôi không biết tại sao có một nhóm nhỏ không tin. Hoặc có những người không chịu tin tôi, thật không sao tưởng tượng được. Hoặc những người không làm theo, quá thật khó tưởng, bởi vì tôi thật sự làm gương. Không phải là tôi bảo quý vị làm vậy rồi chính tôi không làm. Bằng không, quý vị nghĩ sao? Tại sao tôi làm như vậy? Thậm chí tại sao tôi lại đến trung tâm này? Ở trong một toa xe nhỏ, chăm lo hết những chuyện này và dọn dẹp cả trung tâm từ ngày hôm qua. Tôi không cần làm vậy. Tôi không cần phải làm vậy. Tôi giàu có, tôi nổi tiếng. Tôi xinh đẹp. Tôi nói đùa thôi. Tôi làm vậy để làm chi? Tôi bảo quý vị thiền để làm gì? Tôi đến đây bảo quý vị làm những điều này để làm chi? Tại sao tôi dọn dẹp nơi này cho quý vị? Hẳn có gì quan trọng. Thôi được, không sao. Người nào có thể hiểu được và tu hành nghiêm chỉnh thì tốt cho họ. Người nào bị rớt lại đằng sau, họ sẽ phải gánh chịu. Hầu hết trong kiếp này, nó xảy ra rất nhanh. Lý do có rất nhiều thiên tai, chiến tranh và mọi thứ. Quý vị không thể đổ lỗi cho một, hai người độc tài hoặc điều gì. Đó chỉ là nghiệp chướng, chỉ là cộng nghiệp của một số chúng sinh. Do đó họ phải trả bằng cách này. Nhưng dù sao, lực lượng minh sư vẫn mong tìm những người thật sự còn gột rửa được và tiếp tục giúp đỡ họ. Trước đây chúng ta vẫn còn giúp hàng triệu người như vậy. Dù họ đã bị hủy diệt trong tương lai và bị chấn động, đến nỗi như lâm vào một tình trạng tê liệt, bị sốc nên họ thậm chí cũng không thể cầu nguyện được, không thể suy nghĩ được, chỉ cứng đờ như là thay ma, tượng đá. Dù vậy, lực lượng minh sư vẫn tìm cách giúp họ để cứu rỗi cho họ được giải thoát. Bởi vì dù thiên tai rất khủng khiếp, nhưng điều này giúp gột rửa họ một chút nào đó, rửa một chút để họ được sáng lên một chút, rồi chúng ta mang họ ra trưng bày. Đúng vậy. Cho nên thiên tai là không tốt, nhưng đối với một số người, đối với linh hồn thì cũng không đến nỗi tệ. Ý ta nói chỉ là ngày trong giai đoạn chuyển tiếp của địa cầu. Cho nên, trong khi ta bảo quý vị ra ngoài giúp đỡ những người còn sống sau thiên tai, những người sống sót, trong khi ta bảo quý vị đích thân ra ngoài đi giúp đỡ nạn nhân, những người sống sót từ thiên tai, chiến tranh, bão tố, sóng thần, hoặc bất cứ gì, tôi đều bảo quý vị đích thân làm vậy để an ủi những người sống. Còn tôi giúp đỡ những người gọi là chết. Quý vị hiểu không? Chúng ta giúp cả hai. Tiền của tôi cũng dùng để giúp đỡ những nạn nhân, chứ không phải chỉ về tâm linh. Quý vị biết điều đó đúng không? Hầu hết những số tiền giúp đỡ nạn nhân đều từ chúng ta. Từ tôi, từ tổng hành dinh. Bất cứ những gì tôi kiếm được, được rồi. Bây giờ thì quý vị đã biết, tôi muốn cảm ơn tất cả những gì quý vị đã làm để giúp những người còn sống sót. Tôi muốn quý vị biết rằng cả hai chúng ta đều làm việc. Dù rằng tôi không có đó để giúp về mặt thể chất, vật chất, tôi vẫn giúp bằng một cách khác. Tôi giúp những thân nhân của họ, những người bị chấn động đến nỗi trở thành như tảng nước đá, tê liệt đến nỗi không còn biết suy nghĩ, không còn cầu nguyện được. Khi linh hồn quá chấn động, chết bất đắc kỳ tử, thần linh bị tách khỏi thân thể vật chất, trong hoàn cảnh bị chấn thương, họ không biết họ đang làm gì, linh hồn không biết chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ ở đó thôi. Đồng cứng, quý vị hiểu không?
không ai có thể giúp họ. Tất nhiên cũng có người giúp được, nhưng ý tôi nói không phải là ai cũng giúp họ được. Họ thậm chí không thể cầu nguyện Thượng Đế. Thiên thần cũng không thể làm cho họ động tâm. Họ tự đông cứng thành tảng nước đá. Thôi được, đó là như vậy. Tinh cầu này đã được nâng lên trình độ đủ cao để gia nhập với những tinh cầu trong những thiên hà văn minh hơn. Giống như là Liên Hiệp Âu Châu, một quốc gia phải đủ trình độ và tiêu chuẩn để có thể gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Không phải là quốc gia nào ở Âu Châu cũng có thể gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Chưa được, điều này có lý do, giống nhau. Tôi kể thí dụ quý vị sẽ biết. Thí dụ một vài quốc gia hiện tại chưa được gia nhập. Chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ nói về thôi, không phải ta nói Thổ Nhĩ Kỳ xấu hoặc chi cả, chỉ là một thí dụ bởi vì là sự thật. Giả sử Thổ Nhĩ Kỳ không được phép gia nhập hay không được nhận vào Liên Hiệp Âu Châu, nhưng vì quý vị là người Thổ Nhĩ Kỳ và có quốc tịch Pháp vì ở Pháp đã lâu, hoặc trở thành công dân Anh, công dân Tây Ban Nha, thì họ cũng là công dân Âu Châu. Họ trở thành công dân Âu Châu, dù họ là người Thổ Nhĩ Kỳ, và họ được tự do du hành bất cứ nơi nào trong Liên Hiệp Âu Châu. Trong khi những người Thổ Nhĩ Kỳ khác thì lại không được. Bởi vì quý vị là đệ tử của tôi, mặc dù quý vị đẳng cấp thấp, quý vị vẫn còn ở đây, quý vị vẫn được bảo vệ. Bây giờ quý vị đã hiểu tại sao chưa? Vì thế không phải cứ là đệ tử của tôi thì quý vị luôn luôn ở đẳng cấp cao. Quý vị chỉ may mắn thôi. Có thể quý vị được sinh ra trong đẳng cấp cao trong một gia đình đồng tu. Hay có thể quý vị chỉ có được một chút. Có thể kiếp trước quý vị bố thí cho một nhà sư hoặc người tu hành đẳng cấp cao một mẫu bánh mì. Và đó là lý do quý vị được như thế, đại khái là vậy. Nên lo chăm sóc cho đẳng cấp của mình và lắng nghe nhiều hơn nữa. Hiểu chưa? Đừng để đầu óc lừa gạt và thuyết phục mình làm đủ chuyện thông minh nhảm nhí. Quý vị nghĩ miệng mình lanh lợi, đầu óc mình thông minh, điều này không tốt. Người thông minh thật sự là ở trong đó, rất yên lặng, rất giản dị. Có vẻ dường như họ không biết gì nhiều. Dường như họ không biết đặt câu hỏi, không phải vậy. Bên trong họ vốn biết điều gì cần hỏi, điều gì không. Và khi nào nên hỏi, khi nào không. Lần này tôi thật sự kén chọn, hiểu không? Bởi vì tôi cho một món quà rất quý, tôi muốn người đó phải đủ tinh khiết để lãnh nhận. Bằng không, quý vị gây rắc rối bên trong. Nếu cái bình không sạch, quý vị đổ nước ngon và nước trái cây vào trong, nó sẽ bị hư. Đó là lý do tôi bảo quý vị đừng kể với bất cứ người nào. Bây giờ quý vị ngồi thiền một lúc. Ban đêm ít náo động hơn. Lực lượng Thượng Đế có thể xuyên qua nhanh hơn, không đông xe. Giao thông không kẹt trong đầu óc. Cho nên hãy thức, tỉnh táo. Thức càng lâu càng tốt. Đừng ngủ khi nhiều nhất. Gia trì đang mạnh nhất. Bây giờ tôi thiền suốt ngày, suốt đêm không ngủ. Thôi được, tất cả những người khác đều cao hơn đẳng cấp thứ ba. Chúc mừng quý vị. Quý vị làm việc rất chăm chỉ, vậy tốt. Không phải chỉ thiền, mà còn phụng sự người khác. Tất nhiên, trước đây tôi bảo quý vị cứ tiếp tục phụng sự người khác mà không giải thích tại sao. Nhưng dù vậy, quý vị vẫn làm. Như vậy tốt, quý vị cũng được điểm bằng cách đó. Một số người nghĩ rằng họ chỉ cần tinh tấn lúc nào cũng đến thiền đường như vậy là đủ. Đúng, họ có điểm, nhưng không được nhiều như là luôn luôn. Có thêm tiền, thêm điểm, bằng cách phụng sự người khác, phục vụ đồng tu, phụng sự sứ mệnh của sư phụ, vô điều kiện mà không hề nghĩ rằng mình sẽ được phần thưởng. Đó là tốt nhất, như vậy là tốt nhất. Cho nên, bằng cách nào đó quý vị được điểm và tất cả đều được tính. Không phải chỉ thiền định thôi. Tôi đã nói với quý vị rồi, không bao giờ biết khi mình đi ra ngoài phục vụ người khác hoặc phục vụ đồng tu, mình không bao giờ biết người đó đẳng cấp rất cao. Và rồi mình âm thầm được rất nhiều điểm. Quý vị không biết và đó là cách quý vị được nâng lên. Hoặc quý vị phụng sự tôi mang đến cho tôi cái này và bây giờ quý vị giúp tôi quảng bá sứ mệnh. Tất cả đều được tính. Trong số quý vị dĩ nhiên trước đây có người tu cao, có người tu thấp. Và quý vị không biết ai là ai. Quý vị phụng sự bằng tất cả sự chân thành và như vậy tốt. Trong số quý vị một số người đẳng cấp thứ 5 rồi. Nhưng tôi không muốn nói với quý vị. Để rồi mọi người cứ mang trà đến cho họ suốt ngày.
chỉ một mình họ thôi. Và không ai làm điều gì khác, không ai phụng sự người nào khác, chỉ phục vụ người đẳng cấp thứ năm mang trà và cà phê cho người đó. Rồi họ trở thành như vậy. Thậm chí không thể di chuyển lên thiên đàng. Cho nên hãy đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Quý vị không bao giờ biết ai ở rang cấp thứ 5. Dù là không ở rang cấp thứ 5, đẳng cấp thứ 3 cũng đã cao lắm rồi. So với thế giới trước đây. So với thế giới trước đây, quý vị không để ý, nhưng tôi có nói với vài người, tôi nghĩ không phải là quý vị. Lúc trước tôi có nói với vài vị thường trú. Không, ngoại trừ tôi không nói về tôi. Bằng Florida là lúc nào? Khi nào vậy? Ở Florida. Tôi bắt đầu bế quan lúc nào? Dạ, năm 2002. 2002 phải. Lúc đó hai người đẳng cấp cao duy nhất đang ở 70%. Đó là biên giới của đẳng cấp thứ ba. Chỉ có hai vị gọi là minh sư. Cho nên quý vị có thể biết, dù là 2-3 năm về trước, phải không? Chỉ mới 2-3 năm trước thôi. Quý vị có thể tưởng tượng sự khác biệt dường nào. Bây giờ tất cả mọi người thậm chí còn cao hơn vị minh sư lúc đó nữa. Cao hơn hai vị minh sư. Cao cấp nhất 2-3 năm về trước. Những người nổi tiếng, viết sách và đủ thứ. Thôi không nhắc. Tôi mới nâng họ lên lúc gần đây. Theo sự thăng hoa của toàn thế giới, họ cũng được lên theo. Một vài người biết điều đó. Và một vài người biết là do tôi, bởi vì trước đó họ biết tôi. Và họ cũng có tu hành, cho nên bằng cách nào đó, họ biết được tin của chúng ta, và những lá thư của tôi, và qua sự tiếp xúc với đồng tu chúng ta, hoặc một số đệ tử cũ của họ đến với tôi, và bằng cách nào đó, họ biết là tôi, nhờ tôi mà họ được đi lên, nhưng họ không biết họ tiến bộ được bao nhiêu, ngay cả như vậy, thật là đáng tiếc. Nhưng họ biết tôi có thực lực. Một vài người biết được. Cho nên dù sao cũng rất tốt. Thế giới chúng ta tốt. Mọi sự hy sinh đều xứng đáng. Nhưng công việc rất cực nhọc. Rất nhiều rắc rối, nhưng tôi không để tâm. Người ta nghĩ tôi tốt hay xấu thì có ích lợi gì, cả thế giới đều là ảo tưởng, tất cả đều là giấc mơ. Có ai ở đó đâu mà nghĩ là tôi tốt hay xấu, có ai đó đâu mà tôi giải thích. Tôi không quan tâm, không gì hết. Có chuyện gì mà tôi muốn nói với quý vị nhỉ? Tôi vui lắm. Tất cả sự hy sinh đều thật tốt đẹp, nhưng công việc rất cực nhọc, chuyện đó bình thường. Thí dụ, có quốc gia vừa mới gia nhập Liên hiệp Âu Châu với điều kiện tối thiểu. Sau khi gia nhập, Liên hiệp Âu Châu phải giúp đỡ họ rất nhiều. Hoặc trước khi được gia nhập, phải giúp họ rất nhiều, sửa sang đường xá, xây cơ sở hạ tầng, thay đổi hệ thống phát triển, tất cả. Để họ theo kịp với toàn thể những quốc gia Âu Châu phát triển hơn. Quý vị biết có những quốc gia như vậy. Tôi có thể nêu tên, nhưng tôi không muốn. Tôi biết quốc gia nào cần rất nhiều hỗ trợ tài chính từ toàn thể Liên hiệp Âu Châu, nhất là Đức Quốc, cho rất nhiều tiền, để những nước khác có thể theo kịp. Vì đường xá của họ rất tệ, nhà cửa sụp đổ. Tất cả hệ thống của họ không đủ tiêu chuẩn Âu Châu. Chậm tiến một chút. Vì vậy, vài quốc gia Âu Châu giúp họ tiến lên. Xây dựng đường xá, xây đủ thứ, vân vân. Cũng giống như vậy, nếu tinh cầu này có thể gia nhập với những tinh cầu khác, dĩ nhiên rất nhiều công việc vất vả, nhưng quý vị đã giúp tôi. Bằng cách nào đó, quý vị đã giúp tôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi phải đi bế quan, nên không thể gặp quý vị. Từ Giáng sinh năm 2002, bao nhiêu năm rồi? 3 năm. 2 năm 3 tháng. 2 năm 3 tháng, chà, quý vị đếm cái rất kỹ. Anh ta đã quen tính điểm. Dường như rất lâu đối với quý vị hả?
Lẽ ra tôi muốn ở mãi trong hang động và không cần phải lo lắng gì nhiều. Quý vị kêu réo quá sức, tôi phải đi ra. Thí dụ vậy, biết không? Cho nên chúng ta không thể trở lại. Ồ, tôi cũng có thể, nhưng nhân tiện. Chỉ là mọi việc xảy ra. Tôi nghĩ thôi được, không sao. Tôi sẽ đến. Không thật sự là lỗi của ai cả. Không phải là họ mà là quý vị, quý vị. Đôi khi quý vị cầu nguyện, nhưng không tốt lắm. Quý vị không biết cách cầu nguyện. Cho nên tốt mà không tốt, thí dụ như vậy. Được rồi, đôi khi có vấn đề ở đâu đó. Bởi vì quý vị muốn tôi đi đâu đó, tôi phải đi. Nếu tôi không muốn đi, rồi có gì đó xảy ra ở đó, thế là đi, thí dụ vậy. Bằng không, tôi chỉ ở Đài Loan, Formosa vĩnh viễn và không ai sẽ thấy tôi ở bất cứ nơi nào, thí dụ vậy. Nên trước khi cầu nguyện, hãy suy nghĩ kỹ nhé. Suy nghĩ xem lời cầu nguyện của mình có thật sự tốt không hay nó là ích kỷ. Cầu nguyện có ảnh hưởng. Hãy chắc chắn là điều mình muốn thật sự là điều tốt cho mọi người. Bởi vì mọi điều quý vị cầu nguyện, tôi phải làm, không ai khác. Nhiều khi nếu tôi thiền thêm, thì sẽ tốt hơn cho quý vị, tốt hơn cho thế giới. Không phải tôi gặp quý vị là tốt cho quý vị đâu, không nhất thiết luôn luôn như vậy. Không nhất thiết nhé, chúng ta luôn luôn câu thông. Tôi không bao giờ cảm thấy xa cách quý vị. Tại sao quý vị cảm thấy xa cách tôi? Cho dù tôi ngồi đây hay ngồi trong hang động, tôi không bao giờ cảm thấy xa cách quý vị. Tại sao quý vị cảm thấy xa cách? Tại sao quý vị cần phải gặp tôi? Có hai điều trong đời mà quý vị cần phải phân biệt. Điều cần thiết và điều quý vị ước muốn. Điều cần thiết thì tốt, phải xảy ra. Điều quý vị ước muốn, có thì tốt, không có cũng không sao. Điều cần thiết, chúng ta nên có. Điều quý vị ước muốn, quý vị phải xa cách nó. Dù cho quý vị muốn gặp tôi ngày hôm nay, ngày mai, năm tới, phàm thân của tôi sẽ bền được bao lâu? Cho nên tôi ở đây. Tôi ở đây, tốt nhất. Tốt hơn hết là quý vị luôn luôn ở cùng tôi 24/24. Điều đó có nghĩa là quý vị thiền, làm người tốt. Đối xử tốt với người khác, quý vị tưởng nhớ Thượng Đế. Và chỉ có vậy thôi. Đó là cách chúng ta bên nhau, chúng ta nhìn về cùng một hướng. Có nhớ người ta nói thương yêu không phải là nhìn vào mắt nhau, mà là nhìn về cùng một hướng. Điều đó rất đúng. Miễn là chúng ta làm cùng một việc, nghĩ cùng một cách, thì chúng ta luôn luôn ở bên nhau. Sau này, tất cả chúng ta đều luôn luôn ở bên nhau vĩnh viễn. Chúng ta phải giúp thế giới tiến hóa. Tiến hóa cao hơn, để gia nhập những thiên hà tiến hóa hơn. Và do đó, cũng tự giúp mình thăng hoa. Đó là điều tốt nhất. Đó là sự hợp nhất tốt nhất với tôi. Đúng vậy. Bằng không, quý vị đến đây, quý vị ngồi đây, nhưng quý vị xa cách hàng ngàn dặm. Quý vị không đồng nhất thể với tôi. Thành ra quý vị ngồi đây và mong đợi chuyện này, chuyện nọ. Quý vị hỏi những câu vô nghĩa, thậm chí không thể chờ một giây để xem chuyện gì đang xảy ra. Và những gì Minh Sư nói, quý vị không muốn lắng nghe. Quý vị chỉ muốn được chú ý. Quý vị hỏi câu hỏi trước để làm gì? Quý vị đến đây, nhưng đầu óc cách xa, quý vị không ở cùng với tôi, quý vị không cảm nhận được tôi sẽ làm gì, quý vị không nhận được những gì tôi gửi đến. Thành ra quý vị cố gắng hỏi, quý vị chia cách giữa tôi với quý vị, chúng ta không cùng với nhau. Quý vị theo đầu óc ngu dại của mình, mà không theo tôi. Cho nên, dù quý vị ngồi đó cũng vô ích. Thôi được, gặp lại sau. Ngày mai, lát nữa trong lúc quý vị thiền, bất cứ lúc nào nhé, tôi luôn luôn ở đây, luôn luôn ở đây. Thiền đi nhé. Dạ. Dựng lều lên, bất cứ gì thật nhanh, mọi thứ phải nhanh, nhanh, nhanh. Tôi không hối thúc quý vị, nhưng quý vị không có thời giờ, phải tiết kiệm thời giờ của mình. Bất cứ điều gì không cần thiết, thì đừng làm. Điều gì cần phải làm, thì làm cho nhanh. Một giây là đời sống của quý vị, nửa giây cũng là đời sống của quý vị. Quý vị thiền giỏi, gia nhập với những bậc thánh nhân trong toàn vũ trụ. Không thể chậm trễ đằng sau, họ sẽ cười quý vị, nhất là đệ tử của tôi. Ồ hồ.
ngồi qua bên này một vài người. Bằng không, bên này hơi đông. Qua bên đây thêm một chút nhé. Hay là ngồi rộng ra, tới đây. Qua bên này, quý vị có thể lấy bánh thuần chay. Phải, ngay đó. Qua đây, tới đây. Mọi người thoải mái hả? Dạ, sư phụ, tốt ha. Tôi đang cố, tôi già rồi, một bà lão. Đây. Mấy người lười, đây. Nam, nữ không thành vấn đề, tất cả chúng ta ở đây đều là thánh nhân. Hơn nữa, chúng ta già rồi, không ai để ý mình đâu. Tôi nói quý vị có ngồi phía bên nam giới cũng không sao, tất cả chúng ta ở đây đều là thánh nhân. Hơn nữa, chúng ta già quá rồi, không có ai để ý mình đâu. Nhìn tôi đây, tôi vẫn độc thân thấy không? Già quá, gần về hưu rồi. Tôi muốn về hưu, nhưng quý vị kéo tôi trở ra. Quý vị muốn gì với một phụ nữ hang động như tôi? Thật vậy, tôi vừa từ hang động đến thẳng đây. Ở đó tôi ngồi một mình. Có mấy chú dê tới gặp tôi. Không có người, chỉ có dê. Biết không? Be ha ha đó. Mấy chú dê núi và heo rừng kéo tới. Heo rừng và chim chóc đến thăm. Chỉ vậy thôi, không có người, chẳng cần phải bận tâm. Bên này quý vị có thể ngồi bất cứ nơi nào mình thích nha. Nam nữ không thành vấn đề, được chứ. Chỉ vì lúc đầu, chúng ta có nhiều loại đẳng cấp. Một số nam giới đến, đặc biệt để nhìn gì đó. Và một số nữ giới đến để nhìn gì đó thay vì đi tìm chuyện tu hành. Cho nên chúng ta phải làm như vậy. Trong xã hội thì dễ dàng hơn. Bằng không, chúng ta cũng không sao. Nếu không có duyên với người nào đó, thì cho dù quý vị ở chung suốt ngày, cũng không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta không phải đàn ông, cũng không phải là phụ nữ, hiểu không? Dạ, quý vị thật sự đến đây để nhìn nữ giới à? Có ai không? Không, sư phụ. Có ai đến để nhìn nam giới không? Không ạ. Ồ, tốt. Vậy là chúng ta an toàn. Bây giờ được chưa? Tốt. Thật ra họ luôn luôn nghĩ tôi là đàn ông. Nên lúc nào tôi cũng muốn chứng minh cho quý vị. Nhưng thôi, tôi muốn chứng minh là phụ nữ hay đàn ông, tất cả chúng ta đều có thể thành Phật. Chẳng có gì quan trọng về giới tính khác nhau. Thành Phật rất dễ, phải không? Quý vị chỉ cần có đúng pháp môn, rồi thực hành giống như khoa học. Nếu nghiên cứu đúng hướng, quý vị sẽ tìm ra, không có vấn đề gì. Tất cả quý vị đều ngủ ở đây. Không ai cần ở đó à? Con đã ở trong đó. Nếu anh ta ngủ, sẽ không có ai thấy. Quý vị có câu hỏi gì trước khi ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn? Không ạ. Nếu quý vị muốn hỏi thì hỏi bây giờ, đừng hỏi giữa lúc tôi đang nói chuyện, rồi chúng ta sẽ gặp rắc rối. Không, hả? Không ạ. Tốt. Mọi người ở được bao lâu? 4 ngày. Quý vị muốn ở bao lâu cũng được ha. Miễn chúng ta có đủ chỗ thì quý vị có thể ở lại. Tôi sẽ dạy quý vị. Tôi sẽ cho quý vị món quà mà tôi đã hứa. Vì có vài người vừa mới đến, có những người chưa nhớ được. Chà, có rất nhiều cách mà chúng ta có thể nhận được phước báo. Nhưng đây là cách mạnh nhất. Có thể tưởng tượng được không? Không phải chỉ có quý vị được lợi ích mà toàn thể vũ trụ được lợi ích. Toàn thể vũ trụ. Có nghĩa là nhiều, nhiều vô số kể ngân hà và hành tinh. Cho nên đây là lực lượng rất mãnh liệt, thành ra quý vị không thể nào đùa giỡn với nó được. Quý vị có hiểu tôi không? Dạ hiểu. Đây là điều tuyệt đối thâm hậu nhất mà quý vị đã học được. Cho nên đừng xem nhẹ. Quý vị hiểu không? Dạ, sư phụ. Không phải là do điều mà quý vị lặp đi lặp lại, mà do lực lượng đằng sau đó. Được rồi, không sao. Tôi rất vui được gặp quý vị. Quý vị rộn ràng quá. Tai tôi nóng cả lên. Tim tôi đập nhanh. Thôi cũng được. Dù vậy cũng tốt. Đã đến lúc tôi phải xuất hiện.
Dù sao thì tôi cũng thiền ở đây, cho nên hãy tận dụng nhé. Tôi không giống như hồi xưa. Cho nên quý vị hãy ngồi thiền bây giờ, như vậy tốt hơn. Quý vị nên thức suốt ngày suốt đêm, hiểu không? Trước kia nếu ngồi thiền với tôi, có thể quý vị được 200.000 điểm. Bây giờ quý vị có thể được nhiều hơn. Bởi vì tôi trúng số, phải không? Rất giàu. Không, tôi làm việc rất vất vả, không phải chỉ trúng số mà thôi. Tôi làm việc rất cực. Tôi giam mình trong sơn động. Nhiều khi không ăn, nhiều khi tôi không uống nước vì nước bị đóng băng. Thậm chí không làm vỡ được băng đá, nên tôi trở vào ngồi thiền tiếp. Chạy ra xem nếu nước vẫn còn đóng băng thì chạy vô ngồi thiền trở lại. Vì trời rất lạnh, âm 10 độ nên nước đá không tan. Không di chuyển. Cho nên tôi cũng không di chuyển. Tôi nói hai bên đều không di chuyển. Tốt. Cả hai chúng ta đều không tan, chúng ta chỉ ngồi đó thôi. Được, tốt. Nhà ngươi ngồi đó, còn ta đến ngồi chỗ kia. Cho nên tôi ngồi trong lều. Còn nước đá ngồi trong xô. Không động đậy. Tảng nước đá ngồi thiền còn tốt hơn tôi, đôi khi tôi còn động đậy. Nó không động đậy chi cả. Nên nó thắng cuộc đua. Nhưng tôi lại trúng số. Thật ra tôi không thắng gì cả. Tôi chỉ trên đường trở về nhà. Và lấy lại những gì thuộc về tôi. Đây là thời điểm của tôi. Công việc của tôi trên địa cầu hầu như đã hoàn tất. Lẽ ra, tôi phải ra đi trong vòng một vài năm. Nhưng cho dù tôi có ra đi trong vòng một vài năm, với cách tôi đã làm, tôi sẽ không thể nào trở về được. Quý vị có thể lên cảnh giới thứ năm, nhưng tôi còn đường dài hơn để đi. Thế giới thứ năm chẳng là chi cả, nơi đó là chỗ của quý vị, đó không phải là nhà của tôi, hiểu không? Tôi phải làm rất nhiều việc để trở về nhà. Với tất cả hành trang mà tôi mang theo, cho quý vị, cho chính tôi và bất cứ gì. Rồi cộng thêm bên ngoài, từ những người không thọ tâm ấn, nên thời gian qua leo lên thật khó khăn, nhưng tôi đã thành công. Giờ thì dễ rồi. Trước kia tôi phải làm rất nhiều việc, ngay cả việc chùi rửa phòng vệ sinh nhịn đói suốt mấy tuần, để được thêm một số điểm vào lúc đó. Bởi vì tôi gánh quá nhiều nghiệp chướng của người khác, của đồng tu và những người không phải là đồng tu. Nhưng rồi tôi đạt tới điểm nào đó và rồi nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì dễ hơn nhiều, dễ hơn rất nhiều. Lúc nào cũng được thêm, được thêm. Bây giờ thậm chí nếu không ngồi thiền, tôi vẫn được hàng triệu điểm mỗi ngày. Chẳng hạn như vậy, hiểu không? Nhưng điều đó chẳng đáng gì đối với tôi bởi vì tôi cần rất nhiều điểm để trở về nhà. Một nơi rất xa, rất xa. Vì sứ mệnh của tôi ở đây đã chấm dứt. Thế giới đã được nâng cao. Đương nhiên, sự thanh lọc vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ. Những người bị chấn động vì tai họa để trả nghiệp. Tôi đã giúp họ rồi. Quý vị có hiểu ngay cả điều đó không? Những chuyện khác, một chút còn lại, ai làm cũng được. Tôi không cần phải ở lại trên tinh cầu này nữa. Tôi sẽ tiếp tục ở lại, nhưng không cần phải làm việc giống như trước nữa. Và không cần phải trở lại, hiểu không? Bởi vì thế giới đã đến được nơi cần đến. Ý tôi muốn nói nó vẫn còn đang tiếp tục, nhưng ý tôi muốn nói là tôi đã nâng thế giới lên cùng hệ thống và bây giờ thế giới đang tiếp tục đi lên. Chẳng hạn như đã qua được biên giới, giống như tôi đã chở người nào đó sang bên kia biên giới, trình với cảnh sát, làm thủ tục hành chính khó khăn, hộ chiếu và đủ mọi thứ. Bây giờ họ có thể lái một mình rồi. Họ có thể lái hơi chậm một chút hay lái nhanh tới điểm đến. Nhưng tôi không cần chở họ nữa. Tôi không cần phải giúp quá nhiều. Họ thậm chí có thể chọn những hướng đi khác. Cho nên tôi có thể ở lại lâu hơn một chút để hoàn tất công việc, để tôi không cần phải trở lại. Đồng thời cũng tốt cho thế giới để gia nhập vào toàn thể vũ trụ và những tinh cầu tiến hóa hơn. Trở thành như một liên minh của những chúng sinh thăng hoa. Chẳng hạn như mặt trăng, chỉ có những người đẳng cấp thứ ba ở đó. Quý vị hiểu ý tôi không? Mặt trăng, thí dụ vậy. Cho nên nếu chúng ta ở đây,
đẳng cấp thấp như địa ngục Atula, loại đẳng cấp như thế, thì thật là phiền toái cho toàn thể hệ thống của thiên hạ. Nên chúng ta cần nâng thế giới này lên để mọi người đều được hạnh phúc. Bây giờ đã hoàn tất. Giai đoạn đen tối nhất đã qua. Nên quý vị có thể vui hưởng. Quý vị có thể phổ biến giáo lý hay không phổ biến giáo lý, đều được cả. Nhưng quý vị thiền thì tốt hơn, bởi vì cho cả vũ trụ nữa, không phải chỉ cho tinh cầu này, và còn cho tất cả chúng sinh như loài vật và các loài khác. Hay lắm. Những gì quý vị đang làm rất tốt. Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ thích thiền. Tôi chẳng quan tâm có điểm hay không có điểm hay bất cứ gì, nhưng nó vẫn hữu ích cho vũ trụ. Nếu chúng ta thiền, nếu tôi thiền, thành ra tôi thiền, tôi vẫn phải thiền. Được rồi, quý vị có muốn hỏi tôi câu hỏi gì không? Không à, vậy thì quý vị thiền. Ở đây quý vị chỉ ăn uống, đi vệ sinh và thiền. Hoặc làm việc một chút, làm ở đâu cũng được. Nếu muốn tập thể dục thì quý vị đi giúp việc. Nhưng không phải theo giờ giấc. Quý vị có thể muốn thiền thì thiền, muốn ăn thì ăn. Nhưng đừng làm phiền người khác. Bởi vì quý vị sẽ bị ra khỏi nơi đây ngay tức khắc. Hiểu điều đó không? Tôi muốn quý vị được tự do và vui hưởng. Nếu quý vị đang thiền tốt trong lúc đó, thì không cần phải dậy để ăn, không sao cả. Đừng ai bắt người đó ra ăn, dọn dẹp, làm việc, hoặc làm bất cứ điều gì, hiểu không? Dạ hiểu, giống như là kiểu tự do vậy. Giống như quý vị tự bế quan, không có ai xung quanh, nên quý vị ăn khi đói, uống khi khát, đi vệ sinh khi cần. Thiền bao lâu, tùy thích, bất cứ lúc nào, ngày và đêm. Hiểu điều này không? Liên tục. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Thành ra không cần phải như ra ngoài ăn lúc 12 giờ trưa hay đại khái vậy. Nhưng những người đi ra ngoài trong giờ thiền cũng nên yên lặng nhé. Phải thật yên lặng, đừng cố đi. Đừng cố đi hoặc thúc người bên cạnh đi với tôi. Mình đi vệ sinh chung với nhau. Vậy vui hơn. Biết không, hãy cố gắng như quý vị đang ở một mình, nhưng đừng làm phiền người bên cạnh, vì họ cũng muốn được một mình. Hiểu không? Được rồi, tốt. Vậy quý vị thiền đi. Thiền bao lâu tùy thích. Và niệm mấy hàm danh đó. Nếu quý vị không nhớ, chỉ niệm một câu hòa cũng được. Sau đó. Tốt là chúng ta có một nơi tọa thiền thoải mái, rộng rãi. Tuyệt vời, vẫn còn thêm vài chỗ trong đây nha. Đừng đi vệ sinh trong đó. Đó là khu bồn cầu. Nhưng tôi chặn lại hết, để quý vị có thêm chỗ trống. Trong trường hợp, chúng ta có thêm người đến, vì họ nói với tôi là không đủ chỗ và mọi thứ. Nhưng họ xây bồn cầu, nhà tắm ở đây. Chỗ duy nhất an toàn, đảm bảo và ấm áp. Vì vậy tôi dẹp hết và chặn lại. Nhưng quý vị dùng nhà vệ sinh ở đó như vậy đủ rồi ha. Quý vị không cần tắm ở đây. Chỉ dùng khăn giấy để lau. Mỗi khi cảm thấy bụi bặm và mồ hôi, hãy dùng thời gian để thiền, hiểu không? Cho dù quý vị không ăn, không uống, cũng không sao. Nó chỉ là thân thể. Thôi được, tôi sẽ gặp quý vị sau. Quý vị vài điều. Tôi muốn nói với quý vị vài điều quan trọng. Đó là đừng gọi điện thoại về nhà. Ok. Đừng nói cho bất cứ ai biết, hiểu không? Thật ra kỳ này chỉ dành cho Hungary, cho trung tâm này. Họ rất rộng rãi. Họ chia sẻ với quý vị. Quý vị nói mọi người đã có mặt ở đây rồi à? Người mới, anh khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn sư phụ. Có ai mới không? Những người mới giơ tay lên xem. Tôi thấy quý vị rồi. Những người mới có mặt ở đây hôm nay, mới đây hả? Hôm nay quý vị chưa gặp tôi à?
Quý vị từ đâu đến? Dạ, từ Bỉ. Ok, Bỉ. Pháp. Pháp. Người nào chưa gặp tôi thì hãy nhìn tôi đi. Bây giờ quý vị có thể gặp tôi, không vấn đề gì. Mọi người đều có mặt ở đây ha? Dạ phải, anh chắc chắn không? Mọi người thiền tốt hả? Dạ, được, rồi, tốt. Dù sao thì... Nếu quý vị chưa có kẹo thì đây. Năng lượng. Cảm ơn sư phụ. Không có chi, trời lạnh. Nếu quý vị ăn chút đồ ngọt thì tốt, nhưng đừng ăn nhiều quá hay lúc nào cũng ăn. Hôm nay thì được, mọi người ở đây ok, trời lạnh. Quý vị ăn ngon miệng không? Dạ có, đủ thức ăn chứ? Ý ganh. Tiết 2, dạ. Tiếng Hungary à? Tiết 2, ý ganh. Dạ là tiếng Ấn Độ. Tiết 2 có nghĩa là tốt, tiếng Ấn Độ. Quý vị cảm thấy... À, quý vị có cảm thấy gió thổi vào trong không? Dạ có, tôi đã dặn người nào đó. Treo một tấm vải ở đây. Dạ, vải vừa mới tới. Vừa mới đây hả? Được, xin lỗi sư phụ. Không, không cần. Phải xin lỗi tôi, chỉ là cho mọi người chặn nó chỗ nào đó. Trời ơi, tôi phải chăm sóc mọi việc. Tưởng đâu tôi đến đây để ca múa thôi. Tôi tưởng quý vị muốn chiêu đãi gì đó cho người phụ nữ đến từ hang động một đêm chứ, hay gì đó. Bây giờ tôi phải làm tất cả, không công bình phải không? Không. Nhưng quý vị không cảm thấy lạnh à? Không lạnh lắm, vừa đủ ấm hả? Dạ. Quý vị có đủ, có mang đủ quần áo không? Dạ đủ. Vì hoàn cảnh. Chúng ta ở đây, mùa đông này nọ. Nên tôi sẽ để quý vị ngủ ở chỗ thiền nhé. Đồng thời để gia tăng tối đa vào tọa thiền của quý vị. Quý vị ngủ cũng được. Ồ, năm hồng danh. Ít ra có lúc quý vị thức giấc. Gia tăng giờ thiền tối đa. Đồng thời cũng giữ ấm cho quý vị và thoải mái. Quý vị không phải mặc thêm quần áo hoài, phải chạy về lều. Rồi trở lại, quá bất tiện. Như vậy thoải mái hơn phải không? Dạ, tốt không? Nhưng chúng tôi đã phải làm việc phá bỏ phòng vệ sinh và đủ thứ. Tôi thậm chí hy sinh phòng vệ sinh của tôi. Chờ quý vị. Không sao, tôi chỉ có một mình, không thành vấn đề. Việc gì xảy ra cũng không quan trọng. Tôi có thể giữ cho đến Giáng sinh. Xong chưa? Xin lỗi sư phụ, trong đó không có chỗ nối dây. Không có gì nói à, chúng con phải lấy cái khác. Đi ra ngoài lấy một cái. Đi vô trong nhà bếp lấy. Chắc chắn là phải có một cái. Nếu quý vị thật sự phải hỏi thì cứ hỏi. Con rất vui được mang đến cho sư phụ một món quà nhỏ từ Ba Lê. Là gì vậy? Nước hoa Chanel Mama. Có lẽ sư phụ sẽ thích. Nếu ngài không thích thì đưa lại cho con. Chanel có thơm không? Đây là của Hoa Kỳ phải không? Con mua ở Ba Lê. Ồ, tiếng Pháp, được, của Pháp. Kem làm mệnh thân thể, hương thơm. Ý cô nói thân thể tôi không đủ mệnh à? Cô nên nói thẳng với tôi, đừng có vòng vo. Chà, tốt lắm. Rất thơm phải không? Để xem. Coi chừng tôi đang nhìn. Mùi rất dễ chịu. Tôi rất thích. Tốt, tốt, rất dễ chịu. Chà, tôi cảm thấy lãng mạn rồi. Đúng vậy, tốt lắm. Cảm ơn, rất tốt. Phần còn lại dành cho cô. Tôi đã có nhiều rồi. Cái này trở nên rất đặc biệt rồi.
Cái nhà di động của tôi rất nhỏ, không đủ chỗ cho mọi thứ. Nhưng cảm ơn tôi chỉ mang một bộ quần áo cho mỗi ngày. Chỉ cho 7 ngày. Như thứ hai, thứ ba, thứ tư, 7 ngày có vậy thôi, căn bản. Hôm qua, họ đưa tôi đi mua son. Đừng nói cho ai nghe nha. Để hình tôi trong băng được đẹp hơn. À, tôi khỏe. Cảm ơn, lại đây. Cảm ơn sư phụ. Còn nhớ ngài lắm, không mua bất cứ gì cho tôi nữa nhé. Sau này nếu người nào khác mua, thì quý vị tự ôm lấy mình. Hiểu không? Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Đó là chàng trai ngoan, ngoan. Ngồi yên ở đó. Phải, ngồi xuống. Đừng làm cho người ta lo lắng. Anh ngồi thiền đi. Đừng ngồi trước lò sưởi, anh sẽ chán hết hơi ấm. Ngồi, ngồi ở đó có thoải mái không? Có thể dựa vào đây nếu cảm thấy mệt. Anh ấy giống như một chú gấu ngồi đông. Nhiều người muốn ôm anh lắm. Họ muốn ôm sư phụ nhiều hơn. Tôi đặc biệt rồi, nhưng đây là hạ giá. Giá đặc biệt. Dù sao cũng tốt rồi, không sao. Chúng ta đang nói về những người thành tâm, nhưng không có nghĩa là quý vị đến đây rồi phủ phục lại tôi, thì đó là thành tâm, nhưng đó là diễn kịch. Quý vị thành tâm, tôi biết. Hiểu chứ? Không cần phải đóng kịch, hiểu không? Đừng gây phiền phức, đừng lôi kéo sự chú ý của tôi. Đừng tham lam như vậy. Đừng diễn kịch với tôi. Tôi không cần những thứ đó. Tôi cần quý vị thiền. Làm những việc tốt và làm một người tốt vì lợi ích của mọi người và của chính mình. Tôi không cần quý vị diễn kịch ở đây như là ta là người thành tâm nhất trong toàn cõi vũ trụ. Toàn những điều đó, bề ngoài thật sự có thể gạt người ta, có thể lừa họ được, nhưng không gạt được tôi đâu. Rất dễ lừa dối mọi người. Quý vị cũng có thể dối gạt tôi, nhưng tôi sẽ tìm ra, tôi sẽ biết. Đừng quá gây chú ý cho chính mình, bởi vì nếu quý vị làm vậy, lỡ quý vị ở đẳng cấp thấp, tôi sẽ biết, hả, người này chỉ ở đẳng cấp thứ hai hay Atula, đi, đi chỗ khác. Bởi vì chỗ này chúng ta chỉ muốn dành cho thánh nhân thôi, hiểu không? Để chúng ta sinh hoạt được suôn sẻ một chút. Thật dễ chịu khi ở gần những người tôi có thể nói chuyện. Những người có thể hiểu được những gì tôi đang nói. Không phải là tôi phân biệt, nhưng tôi không cần phải đem châu báu cho lợn ăn. Hiểu không? Dạ, hiểu. Bởi vì suốt bao năm qua tôi đã lãng phí thời gian của mình đủ rồi. Những ai có cơ hội gặp tôi cũng đã đủ rồi. Bây giờ tôi muốn giảng dạy ở đẳng cấp cao hơn, không phải chỉ nói. Nhưng từ đây, từ bên trong, ban cho những người xứng đáng hơn. Nhưng đừng có tự hào nhé. Tất cả đều do ân điển của Thượng Đế. Ngay giây phút mà quý vị kiêu hãnh hay nghĩ rằng mình đặc biệt, lần này quý vị sẽ rơi xuống rất nhanh. Quý vị có thể có rất nhiều gia trì, nhưng lần này quý vị có thể rơi xuống rất nhanh, bởi vì lẽ ra quý vị phải biết rồi. Người biết mà vẫn phạm lỗi, thì sự trừng phạt lại càng nặng hơn. Đừng quan tâm đến bề ngoài. Đừng chú ý những gì người ta nói về mình. Đừng bận tâm người ta nghĩ như thế nào về mình, bởi vì cả thế giới đều là ảo tưởng. Dù có ai ở đó nghĩ ai là ai cũng không quan trọng. Có hiểu điều này không? Dạ hiểu, sư phụ. Cho nên tất cả những người sống trên thế giới này chỉ là những xác chết. Phải xác chết không? Ờ. Những thân xác đang đi tới đi lui thôi. Toàn là những xác chết. Cho dù họ ở đẳng cấp thứ hai, thứ ba, hay ngay cả ở đẳng cấp Atula cũng chỉ là thân xác đang đi quanh quẩn và họ điều khiển thân thể họ từ cảnh giới cao hơn. Hiểu điều này không? Cho nên đừng nghĩ là quý vị sống ở đây. Quý vị không còn ở đây nữa. Chỉ có thân thể của quý vị ở đây, đầu óc của quý vị ở đây. Nhưng linh hồn quý vị đã ở trên cảnh giới thứ ba, thứ tư hay thứ năm rồi, nhóm này, thí dụ vậy. Cho nên, bề ngoài đôi khi đánh lừa mọi người. Chúng ta cố gắng
đừng làm những điều đó. Thí dụ, đôi khi ở Miêu Lý, họ muốn hỏi tôi, ai sẽ làm hội trưởng của hội và họ đề nghị rất nhiều người. Tôi biết có vài người luôn luôn mỉm cười, trông rất là thân thiện. Nhưng người đó thậm chí chưa qua hết đẳng cấp thứ hai, người đó vẫn còn ở giữa cảnh giới Atula và cảnh giới thứ hai, nhưng anh ta trong lúc nào cũng rất vui vẻ, tươi cười, và họ nghĩ anh ta tuyệt vời. Cho nên tôi bảo họ không phải người này. Anh ta chưa tới ngay cả đẳng cấp thứ hai. Người đó vẫn còn tới lui giữa cảnh giới Atula và cảnh giới thứ hai. Như thế là quá thấp, ngay cả đến lúc này. May là tôi không đuổi người đó ra khỏi thiền đường hoặc ra khỏi đoàn thể. Dĩ nhiên là tôi không đuổi mọi người ra. Làm sao tôi có thể đuổi bất cứ ai ra khỏi tâm tôi? Họ đã ở đó rồi. Bên ngoài, có thể tôi sẽ đuổi người nào đó rồi nói, quý vị về nhà đi, thiền thêm, tập trung nhiều hơn vào công việc bên trong. Nhưng trong tâm tôi, họ vẫn ở đó, hiểu không? Tôi vẫn chăm sóc cho họ. Nếu tôi có thể chăm sóc cho những người bên ngoài, thì tôi cũng chăm sóc đồng tu nữa chứ. Tôi không thể đuổi người nào ra được. Nhưng về phương diện vật chất, họ không nên ở trong một đoàn thể. Đã tiến bộ cao để rồi phá rồi. Dĩ nhiên là tôi không đuổi mọi người ra. Làm sao tôi có thể đuổi bất cứ ai ra khỏi tâm tôi? Họ đã ở đó rồi. Bên ngoài có thể tôi sẽ đuổi người nào đó. Rồi nói, quý vị về nhà đi, thiền thêm, tập trung nhiều hơn vào công việc bên trong. Nhưng trong tâm tôi, họ vẫn ở đó, hiểu không? Tôi vẫn chăm sóc cho họ. Nếu tôi có thể chăm sóc cho những người bên ngoài, thì tôi cũng chăm sóc đồng tu nữa chứ. Tôi không thể đuổi người nào ra được. Nhưng về phương diện vật chất, họ không nên ở trong một đoàn thể. Đã tiến bộ cao để rồi phá rối. Thí dụ, quý vị rất thương con nhỏ của mình. Và giáo sư tuy không có gì không thích con của quý vị, nhưng quý vị không thể đem con nhỏ của mình vào trong lớp đại học được. Nó la khóc đòi sữa, đòi mút ngón tay, làm ồn ào. Vậy làm sao quý vị tập trung học hành được? Và làm sao bạn cùng lớp với quý vị tập trung để học được? Quý vị có hiểu tôi không? Dạ hiểu. Cho nên nhiều khi, mặc dù chúng ta thương một người, cô ta trông đẹp đẽ, đến trung tâm cộng tu hàng ngày, làm bất cứ những gì mà quý vị muốn, nhưng điều đó không là gì cả. Bề ngoài không bao giờ định giá được đối với thiên đàng. Thiên đàng biết người nào thành tâm, người nào không. Không ai có thể dối gạt được, đôi khi quý vị không biết. Ngay cả liên lạc viên cũng không biết ai là ai, bởi vì người đó luôn luôn sẵn sàng làm việc, vì đó là cá tánh của họ. Họ thích làm việc, hoặc có thể họ là người nghiện làm việc. Họ muốn tham gia vào đoàn thể để cảm thấy mình quan trọng, hoặc là họ không có việc gì để làm ở nhà, hoặc là họ có vấn đề với vợ, vì vậy họ thích ở đây hơn. Có lý do chính đáng để họ không phải về nhà và nghe vợ nói, thành ra nó không có ý nghĩa gì cả. Quý vị phải tự kiểm thảo xem mình có thành tâm ở đây không, hiểu tôi chứ? Dạ, đừng làm ra vẻ bên ngoài là một người đạo đức, bởi vì như vậy rất đáng ghê tởm. Vì ai cũng nghĩ quý vị tốt, nhưng quý vị không phải vậy, thì điều đó có hại cho quý vị, không phải là tệ đối với những người hiểu lầm quý vị, mà nó thật sự không tốt cho quý vị, bởi vì mọi người kỳ vọng vào quý vị và nghĩ là quý vị tốt, thì quý vị sẽ cứ như vậy hoài, quý vị không tự kiểm thảo, quý vị không tiến bộ. Bởi vì quý vị cứ nghĩ là chỉ cần tươi cười, thân thiện và siêng năng ở trung tâm, rồi mọi người sẽ nghĩ mình là thánh. Và quý vị dùng điều đó để che đậy khuyết điểm bên trong của mình, che đậy đẳng cấp thấp của mình. Như vậy thật không tốt cho quý vị, bởi vì nó hữu hiệu, nó thành công. Thành ra quý vị cứ tiếp tục mỉm cười, làm việc và giúp đỡ. Quý vị làm việc khi nào người ta biết quý vị đang làm việc, để người ta nghĩ rằng quý vị đang làm việc, hoặc là tươi cười, vui vẻ. Và mọi người nghĩ quý vị là thánh nhân, hành động đó có lợi cho quý vị. Và quý vị cứ làm cách đó hoài. Quý vị có hiểu tôi không? Dạ hiểu. Cách dùng cái mặt nạ bên ngoài đó càng nhiều, quý vị càng ít câu thông với tự tánh của mình. Bởi vì cách đó có lợi cho quý vị, tại sao lại không dùng? Và rồi dần dần quý vị nghĩ là quý vị cũng tốt, quý vị không biết rằng quý vị phải tiến bộ một cách thành tâm hơn, thật sự thành thật bên trong. Cho nên bề ngoài thật sự lừa gạt rất nhiều người, lừa gạt ngay cả quý vị nữa, cho nên đừng làm như vậy. Tôi không hài lòng nếu quý vị đến đây và bái lại tôi ngay cả 10.000 lần. Tôi không quan tâm đến những chuyện như vậy, hiểu không? Chúng ta không làm thứ đó ở đây. Tôi bảo quý vị thiền, tôi không bao giờ bảo quý vị bái lại tôi, thí dụ vậy. Chống đối việc đó, nhưng tôi có thể thấy được ai thành tâm, ai không. Có thể hai người cùng làm một việc, nhưng tôi thấy người kia thì được. Tôi có thể đến ôm cô ta, không phải vì cô ta bái lại, nhưng cô ta thành tâm trong bất cứ điều gì cô ta làm.
Cho nên bất cứ quý vị làm gì, phải bảo đảm đối diện chính mình, không phải tôi, không phải người bên cạnh, mà đối diện chính mình. Mình đang làm gì đây? Mình đang làm gì có đúng không? Có thật sự thành thật với chính mình, có thật sự tiến bộ không? Đối diện chính mình, không phải với tôi. Tôi không quan tâm ngay cả khi la rầy quý vị. Tôi nói đừng làm vậy, nhưng tôi không bận tâm. Bởi vì nó không liên quan gì đến tôi cả, nhưng đó chính là cuộc đời của quý vị. Cho nên hãy làm cho đời mình đẹp. Hãy làm cho đời mình đẹp. Đừng đi đến nơi nào và quấy rầy mọi người, chỉ vì lợi ích của riêng mình. Gây chú ý ở đây cũng tệ như gây chú ý ở bên ngoài. Tất cả chỉ là ham muốn danh lợi thôi. Thấy không? Một người đôi khi gây phiền phức mang từ trường xuống một đẳng cấp thấp hơn, đẳng cấp vật chất. Như vậy thật không tốt. Một số quý vị đẳng cấp không cao lắm, chỉ ở biên giới trên thứ hai. Vẫn tốt hơn là đẳng cấp thứ hai, nhưng phải coi chừng nhé. Cẩn thận để đừng ở lại đó hoài và lệ thuộc vào những mặt nạ đó để sống còn trong xã hội này. Bởi vì tôi không ở trong xã hội, hiểu không? Thậm chí tôi cũng không phải là người. Tôi sinh ra không phải là người. Tôi sinh ra bên ngoài bụng mẹ. Tôi chưa bao giờ ở trong thân thể của mẫu thân tôi. Tôi đến vào ngày thứ nhì khi đứa bé đã ra đời rồi. Tôi chỉ mượn thân thể đó để đi ra, để đến làm công việc của tôi. Tôi chưa bao giờ ở trong bụng của bất cứ con người nào. Lý do ba mẹ của tôi thấy ánh sáng thiên đàng bên trong, cả nhà đều bừng sáng vào đêm thứ nhì, vì tôi chỉ đến vào lúc đó. Tôi đã không đến khi đứa bé mới sinh ra. Tôi đã không ở trong bụng của mẹ tôi. Thành ra họ không thấy ánh sáng khi nhục thể được sinh ra vì tôi không có ở đó. Tôi đến khi tất cả đều sạch sẽ, sẵn sàng và ổn định rồi, và khi các thiên thần đã dọn đường vào mọi thứ, và phàm thân đã được sạch sẽ, xa từ trường của người mẹ một chút, thì tôi mới xuống. Như vậy cũng đủ đau khổ rồi. Đừng nói chi đến việc ở trong đó 9 tháng. Nhưng thậm chí tôi cũng không phải là thánh nhân, hiểu không? Quý vị là những thánh nhân. Tôi không phải. Tôi không phải là người. Không phải là người Âu Lạc Việt Nam một tí nào. Tôi chỉ tình cờ lấy thân thể một người Âu Lạc Việt Nam. Dĩ nhiên, tôi được sinh ra trong địa phận của Âu Lạc Việt Nam, nên tôi giúp họ. Tôi tôn trọng quốc gia đó và tôi làm những gì có thể làm để người dân nước đó được hạnh phúc và có một đời sống thoải mái. Nhưng tôi không phải là người Âu Lạc Việt Nam, thậm chí tôi không phải là con người. Tôi chỉ mượn thân thể này thôi. Có nhiều quý vị cũng không phải là người. Nhất là bây giờ, quý vị không phải là người, nhưng quý vị đã ở trong thể xác con người rồi. Có vậy thôi, hiểu chứ? Linh hồn của quý vị tự do, đã đi rồi. Tự nó điều khiển quý vị từ xa, từ trên kia. Nếu có thể điều khiển máy truyền hình từ xa, thì tại sao lại không thể làm như vậy với linh hồn con người thiêng liêng, thánh thiện? Quý vị hiểu tôi không? Chúng ta có thể làm bất cứ gì. Có thể làm bất cứ việc gì với bất cứ thân thể nào mà chúng ta muốn. Giả sử thậm chí ngày mai tôi chết, tôi cũng có thể mượn thân xác khác để trở lại. Rất nhanh. Không có gì quan trọng lắm. Thân thể này không là gì cả. Bất cứ thân xác nào cũng không là chi cả. Chúng ta chỉ ở tạm trong đó một thời gian để thực hiện mục đích của mình. Cho nên đừng quan trọng hóa về bề ngoài. Không ai để ý đâu. Quý vị có để ý không? Không à. Vậy được, tốt. Chỉ cần chân thật, thành tâm, thành thật. Hãy tự nhiên nhé. Tôi thích thế. Tôi luôn luôn biết quý vị ở đó. Làm sao quý vị thoát được? Phòng dù sao cũng nhỏ mà. Phòng nhỏ. Làm sao tôi không biết quý vị ở đó? Quý vị phải nhẫn nại. Hãy đợi. Nếu không quan trọng thì quý vị hãy đợi. Quý vị đến đây rồi và tôi đang ở đây. Tôi biết quý vị muốn gì chứ, đúng không? Không cần lúc nào cũng phải hối tôi, phải không? Đòi hỏi mấy thứ như, ồ, sư phụ không làm cái này, sư phụ không làm cái kia. Tôi sẽ làm khi đúng lúc theo thời gian của tôi. Đừng có hối. Làm sao quý vị có thể đến đây được nếu tôi không làm gì hết, đúng không? Tôi thậm chí còn lau chùi nhà tắm, mang rác ra ngoài, tất cả mọi thứ để quý vị có chỗ. Thế thì tại sao tôi lại không làm bất cứ gì cho quý vị? Tôi sẽ làm bất cứ gì cho quý vị, tôi cũng không màng. Những gì làm quý vị vui, tôi đều làm. Đừng hối tôi, hiểu không? Vì có nhiều người, không chỉ riêng quý vị, vấn đề là ở vài người quý vị đến đây và nghĩ rằng chỉ có mình quý vị. Quý vị thậm chí cũng không quan tâm đến người bên cạnh xem người đó muốn gì. Quý vị thậm chí không nghĩ đến bất cứ người nào. Vậy cũng được, nhưng ích kỷ.
Còn tùy, còn tùy. Quý vị đến đây tập trung vào thiền định, vào duy nhất Thượng Đế mà thôi. Điều đó tốt, điều đó mới tốt. Nhưng nếu quý vị chỉ cố dành lấy mọi thứ cho mình, dành sự chú ý của sư phụ, dành chỗ của đồng tu, dành những gì tốt nhất này kia, thì không tốt. Đó là sự khác biệt giữa tập trung vào mình và bản tánh ích kỷ. Khi tập trung vào mình, quý vị tập trung vào tự tánh rồi ngồi thiền như vậy tốt. Quý vị không quan tâm đến việc gì đang xảy ra, chuyện tầm phào hay những gì không liên quan đến mình, như vậy là đúng. Nhưng nếu quý vị ích kỷ, muốn lấy mọi thứ cho mình, thì điều đó rất có hại cho quý vị. Đến đây, quý vị sẽ không nhận được bất cứ gì. Quý vị còn có thể mất một số điểm. Ích kỷ lúc nào cũng làm quý vị mất điểm. Chú tâm ráng lấy cho riêng mình tất cả, thì sẽ mất tất cả. Ngược lại, nếu quý vị cố gắng phục vụ người khác với tình thương và lòng tận tâm vô điều kiện, thì quý vị đạt được lợi ích, đó là sự trớ trêu của vũ trụ. Bởi vì mỗi khi quý vị cống hiến hết mình vì người khác, dù chỉ một người, quý vị phát triển rộng ra, hiểu không? Từ trường và hào quang của quý vị phát triển rộng ra, ít nhất là ra tới phạm vi của người đó. Nhưng những gì mà quý vị nghĩ cho chính mình, ta cần cái này, ta muốn tất cả những thứ này cho mình ta thôi, thì giống như vậy, chỉ có vậy. Quý vị phục vụ càng nhiều thì càng phát triển thêm ra, quý vị càng vĩ đại hơn. Ta đã nói với quý vị suốt 20 năm rồi. Dạ, 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 tốt, tốt. Ồ, sư phụ giảng hay quá. Nhưng quý vị thậm chí không hiểu, thậm chí không thực hành. Những gì tôi bảo thì chỉ phí thời gian thôi, tôi không có ý nói riêng quý vị. Chúng ta chỉ nói chung chung thôi. Những người nào vẫn còn vấn đề ích kỷ và ngã chấp thì nên bỏ nó xuống đi. Nhất là khi quý vị đến đây gặp tôi rồi. Đó là điều tốt nhất mà quý vị có thể được. Cho nên hãy bỏ xuống mọi thứ khác. Quý vị đến đây là đủ rồi. Cho dù chỉ nhìn tôi thôi cũng đủ. Những người ngoài, những người thậm chí không tu thiền, nếu họ chỉ nhìn vào mắt của vị Minh Sư một lần thôi, thì họ đã được hàng triệu điểm rồi. Còn quý vị thì được bao nhiêu? Nhưng quý vị đã phí phạm, phí phạm, phí phạm. Quý vị hiểu không? Quý vị phí phạm vì ta cho quý vị gì đó, quý vị ra ngoài lãng phí đi, vì lấy quá dễ. Rồi quý vị đến đây chụp giật thêm. Càng giật thì càng mắc. Đây là một định luật rất mâu thuẫn của vũ trụ, nhưng đó là như thế. Quý vị là may mắn lắm rồi, cho dù tôi không gặp, không nói chuyện với quý vị cũng đã có đủ rồi. Nhưng vì đầu óc gây rắc rối cho mọi người, vì vậy tôi cố gắng xuất hiện lần nữa để nói với quý vị cùng một thứ. Hy vọng là bây giờ quý vị đã ở đẳng cấp cao rồi, và thế giới được nâng cao, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Quý vị có hiểu rõ hơn không? Dạ hiểu. Tốt. Thật tình tôi rất thương quý vị. Còn ai khác để tôi thương nữa đây? Tôi không có ai cả. Cho nên quý vị có tất cả tình thương của tôi. Giả sử tôi có người nào đó để thương, thì có thể tôi còn chia sẻ tình thương. Nhưng tôi không có ai, nên tình thương đó được dành trọn vẹn cho quý vị. Đó là nói về phương diện vật chất mà thôi. Còn về phương diện tâm linh, quý vị như là các con của tôi vậy. Quý vị là những người duy nhất mà tôi thương. Ít ra quý vị cũng đã cố gắng hết sức tự cải thiện, làm bất cứ gì quý vị nghĩ là tốt. Quý vị thật sự cố gắng rất nhiều và tôi biết thế giới thật không tử tế với quý vị. Rất nhiều phen gây rắc rối, chướng ngại cho quý vị, ngay cả những người trong gia đình. Người mà quý vị nghĩ là mình thương, người mà mình thương, người mà quý vị nghĩ rằng hiểu quý vị và gần gũi nhất với quý vị, lại luôn luôn gây phiền não cho quý vị. Cho nên tôi hiểu điều này. Thành ra tôi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Không phải tôi tức giận rồi đuổi quý vị ra ngoài bởi vì quý vị không biết. Biết không? Tôi hiểu chứ. Về mặt tâm linh rất khó cho quý vị sống sót ở thế giới này. Bởi vì tất cả mọi thứ chỉ cố kéo quý vị ra khỏi tu hành. Vừa lúc quý vị muốn ngồi thiền thì chuyện hôm qua hiện đến. Không phải là hôm qua nó làm phiền quý vị rồi như vậy là xong, mà nó còn trở lại với quý vị kéo dài trong nhiều ngày, đôi khi đau lòng nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Cho nên nó không giống như có người làm tổn thương quý vị hôm qua hay tuần trước và rồi xong chuyện, đau khoảng một tuần, một ngày là đủ. Không đâu, nó cứ tiếp tục trở lại với quý vị, đâm vào tim quý vị và quý vị hết sức cố gắng để tập trung nơi đây. Để nghĩ về Thượng Đế, để suy nghĩ khẳng định thì rất khó khăn. Đúng không? Tôi biết điều đó, nhưng hãy cố gắng. Dù sao đi nữa, nỗ lực của quý vị đã có kết quả, thấy không? Thiên đàng biết hết.
Cho nên tất cả quý vị tối thiểu cũng đã lên tới cảnh giới thứ ba. Bây giờ quý vị an toàn rồi, quý vị được tự do, nhưng thiền càng nhiều quý vị càng lên cao hơn. Đôi khi ngay cả một người thuộc đẳng cấp thứ năm còn phải xuống đây nếu họ chưa được hoàn hảo. Giống như quý vị học môn gì đó, như y khoa, nhưng chưa làm xong luận án, đúng không? Như vậy quý vị chưa được danh hiệu bác sĩ nên phải học thêm nữa, hiểu tôi không? Hoặc đang học y khoa nữa chừng, quý vị đã ở trong đó rồi, như vậy cũng đã tốt, là quý vị đã được nhận vào trường y khoa. Và quý vị cũng đã rất cao, nhưng quý vị vẫn tiếp tục, phải không? Tới khi quý vị có văn bằng bác sĩ, ngay cả sau đó quý vị vẫn phải tiếp tục, vì còn phải qua thời gian tập sự. Quý vị phải thực tập. Rồi phát minh mới về y khoa phát triển đều đều, quý vị càng phải học thêm mỗi ngày, không bao giờ hết, đúng không? Vì vậy, dù đã ở đẳng cấp thứ năm, quý vị vẫn phải thiền. Thứ nhất, để tự hoàn thiện. Vì cảnh giới thứ năm không phải chỉ như thế này đâu. Còn có hàng tỷ tỷ điều quý vị cần biết. Cho nên càng tu tập, càng thiền nhiều, quý vị càng đạt được nhiều kiến thức để dùng trong tương lai khi cần đến. Nếu Thượng Đế chọn quý vị làm minh sư, quý vị phải biết tất cả mọi thứ, chứ không phải chỉ ngồi đó thiền. Quý vị phải biết tất cả, thậm chí quý vị phải biết sửa cánh cửa, phá bỏ nhà cầu, từ không có gì mà làm ra cho có chỗ, hiểu điều đó ha. Quý vị thấy đó, ngay cả minh sư cũng không thoát được. Nhiều minh sư đã chết trong hoàn cảnh rất thảm thương. Vị cuối cùng mà quý vị biết là Chúa Giê-xu. Quý vị phải học đủ mọi thứ. Học để biết cách sinh tồn, để dạy người, nhưng cũng phải tồn tại nữa, bằng không quý vị sẽ chết trong chớp nhoáng. Ngay lúc mà quý vị tự cống hiến để giúp tất cả mọi người thăng tiến tâm linh, là lúc mà vương đã tấn công quý vị rồi. Y không bao giờ để quý vị yên đâu. Cho nên quý vị phải học ngay cả nghệ thuật điệp viên 007, đó không là gì hết. Quý vị phải là 008, à, 9 cơ. 009, à, phải đó. Thôi, tôi không biết nói gì hơn ngoại trừ nhắc lại những gì tôi đã bảo quý vị rồi và nhấn mạnh thêm. Nếu còn thắc mắc gì, quý vị có thể hỏi tôi, nếu không quý vị có thể ngồi thiền trở lại. Đó là công việc của quý vị. Đừng nói với tôi rằng quý vị đã ở đẳng cấp thứ ba, sư phụ đã nâng cao tâm thức của cả thế giới rồi, vậy thiền để làm gì? Như vậy cũng được. Được, vì quý vị đã tự do rồi. Không bắt buộc quý vị phải tọa thiền tinh tấn hay gì hết, nhưng tọa thiền để làm cho đời sống của mình cũng tốt đẹp hơn, biết không? Để rửa nghiệp chướng, định nghiệp mà quý vị phải trả trong kiếp này. Nếu thiền, nghiệp chướng cũng nhẹ hơn. Và thậm chí giúp thế giới được thăng hoa hơn. Và cũng giúp vũ trụ đồng nhất với nhau. Và cân bằng. Nghĩa là không tinh cầu nào quá cao, không tinh cầu nào quá thấp. Để rồi đưa đến chiến tranh giữa các hành tinh. Chiến tranh giữa các hành tinh đã có, đã từng xảy ra. Vì các tinh cầu có tần số khác nhau quá xa. Nói theo tâm linh, các hành tinh khác biệt nhau và họ gây chiến với nhau. Cho nên để có hòa bình, chúng ta cần phải tọa thiền để mang từ trường vào một thế đứng an bình. Vì cho dù thế giới này hòa bình, nhưng các tinh cầu khác không hòa bình thì vẫn còn chiến tranh. Không phải chiến tranh trên địa cầu này, nhưng chiến tranh giữa các hành tinh. Thế giới này đã bị hủy diệt trước đây. Thế giới này đã đạt được một trình độ rất cao về những thành tựu khoa học. Nhưng rồi họ biết quá nhiều, phương diện tâm linh không tiến bộ, nên họ gây chiến với những hành tinh khác. Hành tinh khác gây chiến với chúng ta, và quá nhiều thứ bị hủy diệt. Trước đây chúng ta đã từng văn minh hơn, bây giờ chúng ta đang phục hồi trở lại, chúng ta đang phục hồi.